Rồi xin chào các bạn và mọi người ha. Thì hôm nay bên em mấy ông anh nó mới về con 2021 150 các bạn. Máy này 2 cam. Con này thì giá 480 bao hạ bồn anh em. Cũng còn hư lượng nhẹ. Thì này mình đăng dùm cho người ta thôi. Thì nói chung máy này 2021 phone bọng gì hay cũng còn ok các bạn. Đây này em coi ha. Đó, chằng green phone green không các bạn ơi. Xích đẹp nha, còn xích này còn đẹp luôn. Xích này còn như gái 18 luôn các bạn. Lâu quá mình không có đi quay máy đăng lên cho anh em coi á. Thì máy này nói chung của mấy anh ông gửi qua, mình cũng không có quay anh em coi từ chi tiết ha. Thì muốn mua thì là xem trực tiếp máy luôn các bạn. Nói chung con này chắc cũng có tua giờ nha anh em. Máy này chắc tua giờ. Thì xích thì nói chung cộng bên kia đẹp hơn cộng bên đây hay gì đó. Thấy xương các bạn. Cái này của ông anh ông gửi qua. Cớp đẹp nha anh em. Rồi xích này cũng ok ha, cũng còn đẹp ha, còn cũng 80% nha anh em. Nói chung đồ chạy con này chạy cũng chắc cũng nhiều, chắc trên 1000 giờ, nhưng mà có thể cái đồng hồ nó thì mà anh gửi hình qua thì mình coi cái 700 mấy giờ chắc có đồng hồ này chắc có tua nữa. Đùa hình như có mở bên này bên kia thì sao thì chưa biết các bạn. Nó quay cũng anh gửi qua cũng chưa chi tiết ha, chưa kỹ ha. Nó dùng hàm bọng thì liền, không rỉ không đụng anh em. Đó, xa bọng đồ thì còn nguyên ha, chưa hàng các bạn. Đó, còn ok anh em. Anh em nào ưng thì liên hệ ha. Cái số điện thoại mình để trên màn hình cho anh em liên hệ cho dễ nha. Máy này mới về các bạn. Cái này anh em nào có nhu cầu 105 thì lên liên hệ. Máy này còn hương lượng luôn nha anh em. Bao hạ bồn 480. Đây đang mở cớp hay gì cho anh em coi. Rồi còn lưới ghim còn luôn hay gì các bạn ơi. Còn cũng đẹp ha anh em. Chưa cong chưa ha. Chưa rảnh ha. Nói chung 105 này mình không chiên gì mấy nha các bạn. Dùng dách bọng rồi cũng ok. Hai dách gió rồi thì nó cũng chưa nứt chưa bể thế này. Rồi thì anh em nào cứ theo dõi từ. Thì nói chung máy giờ nó rẻ hơn lúc xưa rất là nhiều nha các bạn. Đó, anh em nào mua thì liên hệ.